cho tôi đi theo với nơi anh đi về, về nơi đẹp trời hơn, chàng đầy đam mê. Tôi quên đi năm tháng, yêu thương không còn, cần hơn một chiều vàng và đồ ăn ngon. Nữ nhân dân xung vầy, anh có nghe thấy tiếng réo gọi tâm hồn ngân vang đâu đây? Nơi nhân dân xung vầy, anh có nghe thấy tiếng réo gọi tâm hồn ngân vang đâu đây? Khi tôi đi tâm muốn tôi về nơi trốn nào, âm thanh của thành phố ngày càng lên cao. Nơi nhân gian xung vầy, anh có nghe thấy tiếng reo gọi tâm hồn ngân vang đâu đây? Nơi nhân gian xung vầy, anh có nghe thấy tiếng reo gọi tâm hồn đi tìm tâm hồn tôi đã về chốn nào. Âm thanh của thành phố càng lên cao. Nơi nhân gian xung vầy, anh có nghe thấy tiếng reo gọi tâm hồn ngân vang đâu đây? Nơi nhân gian xung vầy, anh có nghe thấy tiếng reo gọi tâm hồn ngân vang đâu đây? Nơi nhân gian xung vầy, anh có nghe thấy tiếng reo gọi tâm hồn ngân vang đâu đây? Sĩ nhưng mà lại không có nhiều những cái giọng nam mà thể hiện cái chất nam tính ở trong đó. Thì anh nên là những cái giọng hát như em ấy thì anh lại rất là thích, tức là nó rất là nam tính. Cái đấy là cái điều đầu tiên, còn chưa cần biết hát hay hát dở mà chưa cần biết hát tốt hay là không tốt nữa. Nhưng mà anh nghĩ là mình cứ giữ cái độ sự nam tính đấy, anh rất là thích. Thế còn cái thứ hai nữa thì thực ra thì vì cái bài này nó cũng không quen thuộc lắm với mọi người nên là nó cũng sẽ khó cảm hơn. Nhưng mà anh vẫn chọn, bảo bọn em chọn cái bài này bởi vì thực ra nó cũng là những cái bài hát underground cũng rất là hay. Chỉ có là tiếc là mình không có nhiều thời gian để mình có thể khai phá nhau được thêm, để có được những cái phần mà cao trào hơn, để cho khán giả có thể thấy được hết cái giọng hát của em. Nhưng mà anh hy vọng rằng là đây cũng là một cái kinh nghiệm cho em, để mà khi mà sau này thì mình cũng sẽ tìm cách mình dựng bài, tự dựng trước ấy, để có một cái, khi mà một cái bài hát mình chọn thì bao giờ nó cũng cần phải có nhiều cái cao trào hơn để cho khán giả cảm thấy hứng thú hơn. Cảm ơn em. Xin cảm ơn nhạc sĩ Hội Anh.